Xin lỗi để hai người chờ lâu. Anh đang dở nấu bếp trong kia. Chị Tình thì đi du lịch rồi nên còn mỗi mình anh ở nhà. Khổ quá. Này, ngồi chơi, uống nước đi. Dạ, cảm ơn sếp ạ. Dạ, để em tự nhiên. Ở kia, sao lại ngồi đất thế? Lên ghế ngồi, thoải mái, nhà anh tự nhiên mà. Dạ thôi, em người ăn, người ở trong nhà không dám ngồi đâu. Không sao, bé nó mới về quê lên. Dạ. Uống nước đi. Chị. Anh xin lỗi, trà này là trà từ hôm qua. Ồ, nhà không có bàn tay phụ nữ nên mọi thứ nó cứ rối tung hết cả lên, lung tung hết cả. Dạ, em thấy sếp cũng hơi rối ha. Ủa sếp ơi, sao sếp không kiếm đỡ người giúp việc nào phụ sếp chứ? Vậy sao xuể sếp? Thật ra thì anh cũng muốn kiếm lắm. Mà kiếm hoài không được. Bởi vì bây giờ Oxy này cũng không khó có người tin tưởng được. Dạ. Em nè. Em làm được lắm. Em đang làm bên nhà chị Vi luôn á. Em đang làm cho nhà chị mà nói cái gì vậy? Thì khi nào em làm xong bên nhà chị, khi em chạy qua đây em làm. Em làm được hết á. Thì cho em kiếm thêm chút tiền, em kiếm chút vốn mở nhà hàng. Đâu làm Oxy hoài được. Em phải thực hiện ước mơ của em chứ. Em làm cho nhà Vi hả? Dạ. Vậy chắc là tin tưởng được ha? Dạ. Nhà anh thì dễ lắm. Làm theo giờ là được rồi. Dạ. Thì em cứ làm xong cho nhà Vi thì qua nhà anh làm. Dạ. Em thấy vậy có được không Vi? Dạ, em sao cũng được hết sếp. Chủ yếu con bé này nè, em có làm được không cưng? Em làm không có tốt là ảnh hưởng tới chị lắm đó nha. Được, em làm được mà, chị yên tâm đi. Em nằm trong cộng đồng Oxy quốc dân mà, chắc chắn sẽ làm tốt. Em sẽ lo chu toàn hai nhà luôn. Anh chị cứ tin anh em. Được. Chào ông chủ. Được đó. Xem ra cô Lượng này cũng chăm chỉ và tinh tế đây. Ông chủ mới về. Chào ông chủ. Ông chủ đi làm có mệt lắm không? Sau một tuần thì tôi rút ra một kết luận. Dù có mệt đến mấy thì cũng không bằng công việc nội trợ và dọn dẹp ở nhà. Ông chủ cứ yên tâm nha. Có Lượng ở nhà là Lượng lo hết tất cả mọi thứ luôn. Thật sự thì tôi phải cảm ơn cô nhiều lắm. Không có cô tôi cũng không biết phải làm sao cả. Cảm ơn gì không biết nữa. Mà ông chủ đổi cái xưng hô khác được không? Xưng gì đâu mà nghe lạ quắc à. Vậy cô muốn xưng hô sao? Cô cũng bằng tuổi con tôi. Vậy thì gọi chú cháu đi cho thân mật ha. Trời đất ơi, chú gì mà chú. Thôi, ông chủ coi vậy chứ còn trẻ trung với lại lịch lãm lắm. Tôi hiểu rồi. Nhưng cô cứ gọi tôi bằng ông chủ như thế thì sao mà xưng anh em được. Dạ, vậy từ giờ trở về sau ông chủ cho phép em gọi ông chủ là anh chủ nha. Sao cũng được, tùy em thích. Đây là tiền lương của em, anh trả lương theo tuần nhé. Trời đất ơi, người gì mà vừa đẹp trai, tâm lý lại ga lăng nữa. Trời ơi, sao nhiều dữ vậy nè. Em cứ nhận đi cho anh vui. Em xứng đáng mà. Nhưng mà anh trả nhiều quá em ngại lắm. Hay là anh trả ít thôi cũng được nữa. Thực sự thì anh cần em. Ngôi nhà này cần em. Nên anh không muốn em bị thiệt thòi. Thôi, anh đi tắm đây. Anh chủ. Dạ, em có nấu một nồi nước ngâm 5 loại lá rồi. Để em vô trong pha cho anh chủ tắm nha. Em thật là tinh tế. Đàn ông nào mà lấy được em chắc may mắn lắm.
Lựa biết. Thực sự em rất quan trọng với anh. Rất quan trọng với ngôi nhà này. Anh cần cái em. Nên anh không muốn em bị thiệt thòi. Anh đang có việc vui. Việc vui? Việc vui là với nam hay với nữ? Nam hay nữ thì liên quan gì đến cô? À, đến em. Không liên quan hả? Anh nói là em quan trọng với anh. Em quan trọng với căn nhà này. Giờ nói không liên quan là làm sao? Bực mình à? Này, cô làm cái gì đấy hả? Em không nói chuyện với anh nữa. Này, cô có sao không hả? Anh Công, anh quan tâm em hả? Anh lo lắng cho em đúng không? Trời đất ơi, hai người làm gì vậy? Sao sếp với cô ta ôm ấp nhau vậy? Vi à, không phải như em nghĩ đâu. Tại cô Lượng cô bị té nên anh đỡ cô lên, có vậy thôi. Sao anh phủ phàng với em vậy anh Công? Ủa, nè, tôi thấy cô xưng hô hơi quá rồi đó. Thôi thế này, Vi, em đem cô Lượng về giúp anh. Chứ để cô ở đây anh dễ mang tiếng. Anh không muốn rước thêm phiền phức. Sao anh nói là em quan trọng với anh? Em quan trọng với căn nhà này. Bây giờ anh lật quẻ, anh nói em phiền phức là làm sao? Còn đuổi em về nữa. Bây giờ anh nhìn thẳng vô mắt tôi đi. Nói thẳng vô trong mặt tôi nè. Tôi là cái gì của anh? Là người giúp việc. Trời ơi, vậy sao? Lúc nào anh cũng tăng lương cho tôi. Xong rồi hả, anh lo lắng. Anh nói là tôi quan trọng với anh lắm. Anh không muốn để tôi thiệt thòi. Bây giờ anh nói tôi là người giúp việc là sao? Tôi nói như vậy là bởi vì tôi không muốn vợ tôi đi làm về vất vả, phải lo việc nhà cửa. Có cô lo dùng rồi. Còn tôi trả lương cao cho cô. Bởi vì cái nhà này quá to, khối lượng công việc nó nhiều hơn những nhà khác. Chỉ có thế thôi. Sao lúc nào anh cũng khen tôi làm việc giỏi, rồi còn nói lời ngọt ngào với tôi nữa? Tôi khen cô bởi vì cô là người giúp việc nhiệt tình, làm việc giỏi. Để cô phát huy những điều đó, chỉ có vậy thôi. Thì ra bấy lâu nay anh chỉ coi tôi là người giúp việc thôi hả? Vậy mà tôi cứ tưởng anh đúng là đồ tồi. Được, cô quá đáng rồi đó. Tôi cấm cô không được đến đây làm phiền sếp Công nữa. Chị, cô không phục cái gì? Cô ở đâu, cô trở về chỗ đó đi. Chị, đi đi. Chị, anh. Nè, cô. Em xin lỗi sếp. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Không được, không thể chỉ như vậy mà mình chùng bước được. Chắc là anh Công anh có tình cảm với mình mà. Anh chỉ làm như vậy để qua mắt chị Di thôi. Đúng là ngu quá à. Anh Công, em đã toàn tâm toàn ý với anh rồi. Em hiểu ý anh rồi. Những gì mà Lượm đã thích thì Lượm sẽ lụm cho bằng được.